Mừng Giáng sinh tuần trai và thế giới hòa bình. Có đủ chỗ ngồi không? Còn hai người nữa à? Dạ phải, tất cả đều đến rồi. Để con tìm thêm chỗ ngồi. Mình cần bao nhiêu chỗ nữa? Nhanh lên chuẩn bị thêm một cái bàn nữa. Cần ba chỗ nữa à? Đợi chút, đợi nha. Không sao. Hay là quý vị mang ghế đến ngồi cũng được. Mang ghế đến, đi lấy ghế đến ngồi cũng được. Còn ai nữa? Tất cả đều đến rồi à? Được rồi. À, vậy được. Có đủ không? Đủ không? Dạ đủ. Mỗi người một cái đủ không? Dạ chắc đủ. Đủ chứ. Thưa sư phụ, con đếm rồi. Tốt, cô đã đếm. Tôi không quen có người cẩn thận như vậy. Nên tôi đếm lại lần nữa. Không phải tôi không tin cô, chỉ là tôi quen rồi. Quen với mấy người làm lỗi. Quý vị ngồi đâu cũng được, ngồi đó đi. Còn nữa không? Còn chỗ nào nữa không? Quý vị cứ ngồi đây, ngồi xuống. Rồi họ sẽ mang thức ăn đến. Cứ ngồi đi. Và họ sẽ mang thức ăn đến. Nhân viên truyền hình vô tình si có đây không? Dạ có thưa sư phụ. Em trước đi, tôi sẽ quay lại sau. Cũng vậy thôi. Rồi, quý vị cứ ngồi. Họ sẽ mang thức ăn tới. Chúng ta phải cúng dường Thượng Đế. Và tất cả những ai liên quan đến bữa ăn của mình. Thật vậy, thành tâm cảm ơn các ngài. Cúng dường trong tâm mình. Nói đi. Bây giờ con không có nhiều việc. Không có à? Không có thì tốt. Ta làm việc quá nhiều là đủ rồi. Tại sao người khác còn phải làm? Một người bạn làm việc là đủ tệ rồi. Sao còn phải tìm người khác? Được rồi. Tốt. Tiếp tục đi. Có. Có đủ cho tất cả mọi người. Quý vị sẽ có. Hộ pháp không đi ăn à? Đi đi, hộ pháp, đi ăn đi. Thay phiên nhau ăn. Dạ. Quý vị thay phiên nhau ăn. Họ quá bận. Đợi chút. Lát nữa quý vị sẽ có. Cảm ơn quý vị. Món này cay hơn nè, nếu quý vị muốn ăn. Cảm ơn quý vị, cảm ơn. Đây là gì vậy? Trà hả? Dạ trà. Cảm ơn cô. Ở đây có nước không? Không có hả? Con sẽ uống cái này. À, có. Giữ im lặng và niệm năm hồng danh khi ăn. Ngon phải không? Khi nào quý vị bận thì đừng đến. Khi nào quý vị không bận thì đến thiền nhé. Khi nào không bận thì đến chánh điện thiền. Dạ, khi bận rộn thì lặng lẽ rời đi. Quý vị đến đây không phải để làm việc, chỉ là nhân tiện thôi. Dạ, nhân tiện thôi. Quý vị đến đây để tu hành. Dạ. Làm việc một chút cũng được, nhưng luôn luôn đừng quên mục tiêu. Vì công việc. Dạ, dù sao làm việc một chút cũng như tập thể dục. Có được chút công đức cũng tốt. Nhưng quý vị không phải ở đây để làm việc. Dạ, vâng vâng ạ. Cô Đồng thì khác. Cô ấy đã bên tôi lâu rồi. Cô ấy nhìn thấy tôi đủ rồi. Tận hưởng đủ rồi. Thành ra bây giờ cô ấy có làm việc cũng không sao. Ăn nữa đi. Dạ. Cảm ơn quý vị. Khi còn nóng thì phải ăn. Tối mai bác sĩ Trần sẽ đến khám cho người thằng chó. Nhân tiện, cô nên hỏi ông ấy. Nói cho ông ấy biết bệnh của cô. Ông ấy rất giỏi, hiểu không? Dạ, cảm ơn sư phụ. Ông ấy sẽ đưa cho cô thuốc không có tác dụng phụ và rất công hiệu. Dạ, vâng. Ngon không? Dạ ngon, cảm ơn sư phụ. Thưởng thức đi. Niệm danh hiệu Thượng Đế. Để quý vị có thêm gia trì trong thức ăn. Ăn đi. Người quay phim đi ăn đi. Có thể tắt nó đi. Nếu cần nói gì thì tôi sẽ cho quý vị biết. Quý vị đi ăn đi. Ăn trong yên lặng.
Này, chúc mừng. Chúc mừng ạ. Chúc quý vị sớm khai ngộ. Xin cảm ơn sư phụ. Hát à? Dạ, họ hát. Được rồi. Thưa sư phụ, có bánh thần cha cho mọi người, để mọi người có bánh thần cha nữa à? Dạ vâng vâng, để sư phụ có thể ăn mừng Giáng sinh vui vẻ với mọi người. Tốt, được rồi, cảm ơn quý vị, càng sớm càng tốt. Nếu không tôi sẽ, nếu tôi mập ra thì sẽ không ăn được nữa. Merry Mừng Giáng sinh vui vẻ. Christmas to you. Mừng Giáng sinh an lành đến quý vị. Mừng Giáng sinh an lành đến sư phụ kính yêu. Mừng Giáng sinh vui vẻ. Mừng Giáng sinh an lành đến quý vị. Mừng Giáng sinh an lành đến mọi người. Mừng Giáng sinh vui vẻ. Mừng Giáng sinh an lành. Mừng Giáng sinh vui vẻ. Mừng Giáng sinh an lành. Đến sư phụ kính yêu. Mừng Giáng sinh vui vẻ. Mừng Giáng sinh thần cha vui vẻ. Mừng Giáng sinh thần cha an lành. Mừng Giáng sinh thần cha vui vẻ. Mừng Giáng sinh thần cha an lành. Mừng Giáng sinh thế giới hòa bình vui vẻ. Mừng Giáng sinh thế giới hòa bình an lành. Mừng Giáng sinh thế giới hòa bình vui vẻ. Mừng Giáng sinh thế giới hòa bình an lành. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì nữa vậy? Đưa cho các nhà sư đi. Có chuyện gì vậy? Dạ. Có chuyện gì nữa muốn tôi làm hả? Có điều gì tôi chưa làm không? Cho mấy nhà sư, mỗi người một cái. Mỗi người một cái. Mang đĩa của họ tới đây. Nhà sư, nhà sư. Thưa sư phụ, đây là đĩa riêng của họ. Chỉ dành cho các nhà sư thôi. Có đủ cho tất cả. Mỗi người một cái. Nhanh lên. Dạ đủ rồi, cảm ơn sư phụ. Đủ chưa? Quý vị có chưa? Chúng con đều có rồi ạ. Có ai chưa có không? Quý vị đều có rồi. Tốt lắm. Sư phụ chưa có ạ. Giờ tôi có rồi. Của bàn nhà bếp. Xin cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Tuyệt vời. Xin cảm ơn sư phụ. Chị ơi, tự phục vụ nha. Mang đĩa lên. Được, được. Xin lỗi, quý vị nhiều người quá, tôi không thể phục vụ hết được. Tôi vẫn còn công việc phải làm, cho nên được không? Cảm ơn rất nhiều. Hôm nay ngon quá. Thức ăn ngon chứ? Dạ ngon ạ. Lặp lại theo tôi, nói cảm ơn ban nhà bếp. À, một lần nữa. Cảm ơn ban nhà bếp. Một lần nữa. Cảm ơn ban nhà bếp. Ngon, ngon, ngon quá. À. Cảm ơn quý vị, thật đó.
Cảm ơn quý vị. À, tôi có thò môi son, không thể ăn được. Chà, ngọt quá. Bánh thần chay này rất rất đặc biệt. Chà, ai hiểu thì dịch cho người bên cạnh. Bánh này được làm bằng lá đặc biệt gọi là lá dứa, rất thơm. Tôi không biết các nước khác có biết nó không, nhưng bánh này bắt nguồn từ nhà bếp Âu Lạc Việt Nam. Tôi không nhớ trước đây ở Đài Loan Formosa có bánh này hay không, nên tôi đã bảo một trong mấy đầu bếp Âu Lạc Việt Nam từ Lovenhut ở Áo đến đây dạy họ cách làm loại bánh thuần chay này. Hay quá ha. Và kể từ đó chúng ta có bánh này. Xin cảm ơn sư phụ. Tôi không chắc trước đây Đài Loan Formosa có bánh này không. Trước đây ở Đài Loan Formosa không có bánh thần chay như vậy, phải không? Không có hả? Bánh màu xanh lá cây, không có hả? Dạ, bánh mặt trà. Không, ý là trước khi cô ấy đến dạy. Thì quý vị có bánh đó không? Quý vị người Đài Loan Formosa có ai làm bánh này không? Dạ không, lá dứa. Dạ, matcha, bánh này. Chúng con không có loại mà sư phụ có. Và trước khi cô ấy đến dạy thì chúng con không có hả? Đây này màu xanh và thơm. Không có hả? Dạ, ngày hôm nọ có ạ. Tôi không nhớ. Dạ, bánh matcha. Đây là bánh matcha. Dạ, tôi không nhớ. Không phải bánh matcha. Đây không phải lá trà. Tôi nhớ là ở lại Việt Nam mới có bánh này. Trước đây tôi đến Đài Loan Phong Sa thì không có bánh này. Thành ra tôi mới bảo một cô đồng tu là Việt Nam đến dạy người Đài Loan Phong Sa. Kể từ đó, chúng ta mới có bánh đó. Tôi bảo người đầu bếp ông là Việt Nam mà biết cách làm bánh này đến đây để dạy cho tất cả thầy làm bánh ở Lovenhut và Lovenhut thuần chay. Và kể từ đó chúng ta có bánh này. Tôi nghĩ từ vài năm trước đây. Trước đó tôi không nhớ có bánh này. Nó rất thơm. Quý vị ăn rồi biết vị của nó. Rất đặc biệt. Bánh thuần chay đặc biệt dành cho những người đặc biệt. Trước đây cũng vậy, họ không có bánh donut, bánh vòng, không có bánh vòng thuần chay Đài Loan Formosa. Vì vậy, chúng tôi chỉ nói chuyện và sau đó, một cô đồng tu người Đài Loan Formosa nói với tôi rằng mỗi lần cô ấy đi ngang qua tiệm bánh, nhìn thấy bánh vòng, cô ấy chỉ biết chảy nước miếng rồi đi về nhà. Thế nên tôi cũng kêu người biết làm đến dạy cách làm bánh vòng. Bánh vòng thuần chay, kể từ đó, chúng ta cũng có bánh vòng thuần chay. Ý là ít ra trong nhóm chúng ta, thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng, chúng ta có bánh vòng thuần chay trong bếp. Tôi không nghĩ cho hàng ngàn người. Nhưng đôi khi cho đồng tu lưu trú ngắn hạn, 100, 250 thì được, nhưng không đủ cho hàng ngàn. Chúng ta không có đủ máy để làm hết trong một ngày. Và bánh vòng, quý vị phải ăn lúc mới làm xong là ngon nhất. Nếu giữ lại nhiều ngày, thì không còn ngon nữa. Nhưng tôi cũng có thể làm bánh vòng thuần chay. Không có. Có lẽ quý vị phải tìm trên mạng Internet. Ngày nay họ dạy mình nhiều thứ, nhưng tôi không nghĩ họ dạy quý vị làm món bánh này. Tôi không nghĩ quý vị có là bánh thuần chay này. Tôi không nghĩ thế, không có trên Internet. Không phải với những lá đặc biệt như lá này. Thật ra nó là một dạng cỏ, trông giống cỏ, nhưng lá dài hơn và bản to hơn, rộng chừng này, và dài khoảng chừng này, và dày khoảng thế này. Trông thật tươi tốt, sáng bóng, một dạng cỏ đẹp. Chúng ta có nó đầy xung quanh. Đạo tràng của tôi ở Tây Hồ. Quý vị có thể nhận ra nó. Một khi thấy nó, quý vị sẽ biết liền. Nó mọc khắp mọi nơi đó. Tôi không nghĩ ở đây có. Nhưng người ta có thể trồng nó. Thật sự rất ngon. Cái này bánh lá dứa không? Lá dứa hả? Lá dứa thơm á. Nha. Mấy đồng chí Việt Nam mới biết, mấy người này không biết đâu.
điệu nó qua nó dạy là sau đó mới biết. Có cái bà làm trên lớp viên hết á, người Việt Nam á, Việt Nam chính cống á, nhưng mà ở bên Áo qua đây. Dạ sư phụ, cho con nói gì kia, đây? Dạ thưa sư phụ. Hồi nãy hỏi trên kia sao không nói, bây giờ hỏi đây không có ai phân phiên dịch gì hết. Là tại vì 2008 á, con được chính phủ nhà nước tặng cho cái bằng mà hạnh phúc của toàn dân á, ngoài Hà Nội. Thì người ta hỏi sao mà con giống sư phụ quá. Cái tôi nói đệ tử thầy nước ngoài, ông nói vậy là chỉ có sư phụ Thanh Hải thôi, chứ không ai mà cống hiến làm không cả mấy chục năm nay. Cảm ơn. Bên này mình làm việc những việc đó là thường thôi, không có gì mà kỳ lạ và đặc biệt cả. Làm việc để trả ơn cho thế giới nữa chứ, đâu phải để công đức không đâu hả? No, thank you. Rồi, cảm ơn. Đến đây, đến. Đưa cho tôi, tất cả. Hãy mang tất cả ra cho tôi. Bằng không, quý vị cứ phải đem ra ngoài, ban nhà bếp. Xin cảm ơn sư phụ để chung tất cả với nhau và để mọi người thưởng thức cùng nhau, được không? Cảm ơn sư phụ. Rồi, tôi đi đây. Nếu không, tôi cứ ăn uống mãi ở đây rồi trở thành Phật Di Lặc. Tôi nói là tôi phải đi, vì nếu tôi ngồi đây, họ cứ đưa đồ cho tôi ăn uống, và sau đó tôi sẽ trở thành Phật Di Lặc. Hoặc có thể là bà già Noel. Cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn sư phụ. Cảm ơn quý vị ăn cùng với tôi. Cảm ơn sư phụ ạ. Vui lắm, tôi rất vui. A Di Đà Phật. Gặp lại quý vị sau, gặp lại sau nhé. Ban nhà bếp, cảm ơn nhiều nha. Sư phụ ơi, xin nhìn qua đây. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Dạ không có gì, chỉ muốn chào hỏi sư phụ. Bạn muốn nhìn à? Vâng, để chào hỏi sư phụ chúc ngày Giáng sinh vui vẻ. Thôi, muốn nhìn sư phụ thì nói vậy đi. Sư phụ thật đẹp ạ. Những người phía trước ngồi xuống. Được rồi, hãy ngồi xuống trước. Nếu không, tôi không nhìn thấy. Ngồi xuống. Những người phía trước ngồi xuống, nhanh lên. Phải, nếu không, tôi không nhìn thấy những người phía sau. Ngồi xuống, ngồi xuống. Những người phía trước ngồi xuống. Tôi không nhìn thấy những người phía sau. À, bây giờ thấy rồi. Tốt, tốt. Cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn nhiều. Xin cảm ơn sư phụ đã cho chúng con cơ hội. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn nhiều về tinh thần ủng hộ của quý vị và vì sự chăm sóc yêu thương vui vẻ cho tất cả đồng tu với sự hy sinh của quý vị. Là sư phụ dạy cả. Đúng vậy, gồm cả đồng tu to lớn này. Xin cảm ơn sư phụ. Tất cả thấy tôi rồi chứ? Dạ thấy. Xin chào sư phụ. Xin lỗi, người tôi cao quá, quý vị không thể nhìn thấy. Nghĩa là nếu tôi cao hơn, còn khó tìm thấy tôi hơn nữa. Được rồi, cảm ơn quý vị. Con thương sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Thật sự ngon quá chừng. Cảm ơn sư phụ. Dạ, cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Ngon quá chừng. Tôi tăng thêm mấy kilo rồi. Rồi, thượng đế gia hộ. Dạ. Cảm ơn sư phụ. Chúng con biết ơn sư phụ. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn sư phụ. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn sư phụ. Cảm ơn quý vị. Chào tạm biệt. Tạm biệt sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Hẹn gặp lại sau nha. Có lẽ vậy. Thương sư phụ lắm ạ. Cũng thương quý vị. Cảm ơn sư phụ. Gặp lại sau nha. Ờ, vẫn còn ở đây à? À, dĩ nhiên rồi. Tôi đi đâu? Xe tôi không có đây, nên tôi đi bằng xe này. Tôi đi bằng xe này. Sau đó họ đưa tôi về nhà, bằng xe lớn hơn. Được rồi, quý vị, cảm ơn nha. Hậu Pháp, quý vị ăn chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, tất cả ăn rồi. Ăn no chứ? Chúng con ăn xong rồi ạ. Ăn xong rồi, ăn ngon không? Dạ ngon thưa sư phụ, vì quý vị cũng ở lại đây một tuần hả? Dạ, chà, không có vấn đề gì với gia đình chứ? Dạ không ạ, vợ con không sao, ổn hả? Dạ ổn thưa sư phụ. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị về tình thương ủng hộ cô dị. Tạm biệt, hẹn gặp lại sau, có lẽ vậy. Hoặc ngày mai gặp. Kính chào sư phụ, chúc sư phụ ngủ ngon. Sư phụ con thương ngài. Kính chào sư phụ. Sư phụ. Chúng ta phải làm gì với những người bị ghiền này đây? Sư phụ đẹp quá à. Đẹp quá. Đẹp quá.
À, cái này nguy hiểm hơn một chút. Kính chào sư phụ, sư phụ. Cảm ơn quý vị. Kính chào sư phụ. Sư phụ đẹp quá. Kính chào sư phụ. Con thương ngài. Sư phụ, con thương ngài. Thương quý vị, kính chào sư phụ, con chúng con thương sư phụ. Quý vị trầm trừng nhìn con nha. Kính chào sư phụ. Sư phụ con thương ngài. Kính chào sư phụ. Thương quý vị. Kính chào sư phụ, con thương ngài sư phụ. Con thương ngài. Sư phụ con thương ngài, con thương ngài. Sư phụ con thương ngài, sư phụ khỏe không ạ? Sư phụ khỏe không ạ? Sư phụ. Sư phụ con thương ngài, con thương ngài. Con thương ngài. Dạ con thương sư phụ, kính chào sư phụ. Kính chào sư phụ, kính chào sư phụ. Đẹp quá, sư phụ con thương ngài, sư phụ đẹp quá. Con thương ngài, kính chào sư phụ. Đẹp quá, sư phụ đẹp quá. Đẹp quá, kính chào sư phụ đẹp quá. Kính chào sư phụ. Con chúc sư phụ mạnh khỏe, hoằng pháp thuận lợi và xinh đẹp. Kính chào sư phụ, đẹp quá. Kính chào sư phụ. Con thương ngài. Kính chào sư phụ. Sư phụ xin cẩn thận. Sư phụ kính chào sư phụ. Kính chào sư phụ. Con thương ngài. Kính chào sư phụ. Kính chào sư phụ, hy vọng con có thể phụng sự sư phụ. Kính chào sư phụ. Cảm ơn quý vị, thương quý vị. Sư phụ con thương ngài, thương quý vị. Sư phụ con thương ngài, sư phụ. Kính chào sư phụ. Thương quý vị, cảm ơn quý vị. Cảm ơn. Cảm ơn tình thương của quý vị. Cảm ơn quý vị. Kính chào sư phụ. Cảm ơn quý vị. Gặp lại sau. Cảm ơn quý vị. Xin tạm biệt ngài, chúc sư phụ ngủ ngon. Xem lại hàng bề lem để chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn. Nửa đêm mừng chúa giáng sinh ra chốn dương trần, người đem ơn phước xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hàng bề lem thiên thần sướng ca, Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa. Nơi hàng bề lem mục đồng xung quanh, ca hát vang lừng mến yêu chân